Người Việt Nam không hề sợ hãi và lịch sử đã chứng minh điều đó trong quá khứ. Chính phủ có thể nhượng bộ, nhưng tôi tin chắc chắn rằng người dân Việt Nam sẽ không bao giờ cúi đầu trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như không bị cuốn theo những lời hứa của Trung Quốc. Đó là bình luận của một dân mạng quốc tế trên kênh truyền thông First Post của Ấn Độ. Các bạn thân mến, trên kênh truyền thông First Post Ấn Độ mới đây đã có một video có tiêu đề như sau: Bùng nổ đầu tư tại Việt Nam. Tại sao các nhà đầu tư toàn cầu đổ xô vào Việt Nam? Trong video, tác giả chủ yếu ca ngợi Việt Nam đang nhanh chóng nổi lên như một cường quốc kinh tế ở Đông Nam Á, hay là nhấn mạnh việc các cường quốc trên thế giới đang tranh giành sự ủng hộ của Hà Nội và đều muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Ngoài ra, tác giả này còn giải thích lý do vì sao các doanh nghiệp nước ngoài đổ xô vào Việt Nam, tất cả là do vị trí chiến lược. Việt Nam nằm ở ngã tư thương mại quốc tế. Các doanh nghiệp hoạt động ở đây có thể tiếp cận 50 năm thị trường trên thế giới, bao gồm 15 quốc gia G20. Việt Nam còn là một quốc gia có môi trường chính trị ổn định và an toàn. Điều này giúp các doanh nghiệp an tâm đầu tư, không phải lo sợ khủng bố. Tác giả này còn khen ngợi Việt Nam trong việc cân bằng quan hệ giữa các nước lớn, đặc biệt là không bị Trung Quốc thao túng như nhiều quốc gia khác. Đó là một số chia sẻ đáng chú ý của kênh First Post. Sau đây chúng ta cùng nhau đến với phần bình luận của dân mạng quốc tế nhé! Tôi tiếc cho đất nước Philippines của tôi vì không có một vị trí trung tâm đầu tư, phần lớn là do tham nhũng, cố lên nhé Việt Nam! Chi phí năng lượng của Philippines là một trong những mức đắt nhất thế giới. Tôi là người Ấn Độ và tôi sống ở Việt Nam. Thành công kinh tế nhanh chóng và sự phát triển cơ sở hạ tầng là điều đáng chú ý. Họ chỉ thiếu công nhân lành nghề và chất lượng giáo dục chưa cao, nhưng vẫn thu hút được lượng vốn FDI lớn nhờ nằm ở vị trí chiến lược và giới trẻ đông đảo. Chất lượng giáo dục ở Việt Nam kém hơn Ấn Độ rất nhiều. Nhìn vào đánh giá của PISA, Việt Nam dễ dàng lọt vào top 25 trên toàn thế giới, trong khi Ấn Độ gần như rơi xuống đáy hố. Tôi có so sánh Việt Nam với Ấn Độ về lĩnh vực giáo dục trong nhận xét của mình không? Tôi sống ở đây và tôi biết những thách thức thực tế mà Việt Nam đang phải đối mặt. Tôi không xem bất kỳ báo cáo nào, tôi nhìn vào thực tế để nói. Đừng cố vòng vo, bạn tự giới thiệu mình là người Ấn Độ, rồi nói rằng chất lượng giáo dục ở Việt Nam đang tụt hậu. Vâng, nói chung người Ấn Độ có thể nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt rất nhiều, nhưng khi nói đến giáo dục, người Việt đi trước rất nhiều. Và tôi có những nghiên cứu chứng minh cho khẳng định của mình, chứ không chỉ là một số nhận thức chủ quan. Tôi đã đến thăm Việt Nam, hòa nhập với họ, nhưng tôi không thể đánh giá họ theo cách đó. Việt Nam là một nước nghèo, hệ thống giáo dục cần được cải thiện, tuy nhiên họ rất kiên trì, bền bỉ và chăm chỉ. Những điều tuyệt vời đang diễn ra ở Việt Nam không giống như ở đất nước Nigeria của tôi, nơi tổng thống của chúng tôi tiếp tục chạy theo để mời gọi các nhà đầu tư trên khắp thế giới, trong khi một số ít nhà đầu tư ở Nigeria thì đang nhanh chóng rời khỏi đất nước. Cảm ơn các nhà lãnh đạo Việt Nam đã tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư. Việt Nam chứng tỏ chủ nghĩa cộng sản hoạt động tốt hơn dân chủ. Cảm ơn kênh đã cập nhật thông tin về Việt Nam đang thu hút các nhà đầu tư. Đây là động lực cho nền kinh tế Việt Nam khi xét đến những tổn thất mà Việt Nam phải gánh chịu trong chiến tranh. Việt Nam cần tận dụng mọi khoản đầu tư nước ngoài để giữ đà tiếp tục phát triển kinh tế. Trong khi Trung Quốc đang suy thoái kinh tế dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi chúc Việt Nam thành công trong mọi nỗ lực. Nhưng chẳng phải cách đây không lâu, Ấn Độ đã khoe rằng Việt Nam là người bạn kinh tế và quân sự không thể lay chuyển của Ấn Độ để chống lại Trung Quốc sao? Tại sao Thủ tướng Việt Nam đến thăm Trung Quốc nhưng không tới Ấn Độ hay các nước láng giềng? Bạn đang so sánh những thứ không liên quan. Ấn Độ là bạn của nhân dân Việt Nam, chúng ta sẽ cùng nhau phát triển. Trung Quốc được hưởng lợi từ một Việt Nam thịnh vượng vì sự thịnh vượng của họ mang lại lợi ích chung. Các chính trị gia Ấn Độ nên học hỏi Việt Nam và tạo dựng một Ấn Độ mới. Việt Nam chắc chắn có tiềm năng nhưng quy mô vẫn nhỏ và vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Nước này đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc trở thành láng giềng của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc đưa ra những tuyên bố như Việt Nam thách thức Trung Quốc chỉ là tuyên truyền. Dân số Việt Nam là bao nhiêu? Kích thước bao nhiêu? Cơ sở công nghiệp của họ lớn đến mức nào? Họ có bao nhiêu quyền truy cập và nguyên liệu thô cần thiết cho sản xuất? Trung Quốc đã thay đổi từ quốc gia dẫn đầu về sản xuất thế giới thành quốc gia dẫn đầu về công nghệ. Nhưng Trung Quốc cũng sẽ không mất lĩnh vực sản xuất, bởi vì công nghệ ngày càng tiến bộ với AI và robot. Và chẳng bao lâu nữa, robot sẽ thay thế hầu hết công việc của con người. Và Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới về công nghệ AI. Đó là lý do Trung Quốc sẽ không đánh mất lĩnh vực sản xuất. Trung Quốc thậm chí không thể sản xuất được chip cao cấp. Copy và paste của bạn có giúp bạn tiến xa hơn không?
Việt Nam có chính sách tốt hơn nhiều. Họ có hỗ trợ của chính phủ, rồi còn hỗ trợ của địa phương cho các doanh nghiệp nước ngoài. Mặt khác, Ấn Độ rất khó thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ Trung ương Ấn Độ có thể cố gắng thu hút FDI, nhưng các chính sách, luật đất đai, luật lao động và luật thuế là điều khủng khiếp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, kể cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Và chính quyền địa phương và các doanh nghiệp địa phương sẽ làm mọi cách để phá hoại các nhà máy do các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng. Vì vậy, thông thường sau 5 hoặc 10 năm, việc các nhà đầu tư nước ngoài sẽ bỏ cuộc và rời khỏi Ấn Độ là điều không thể tránh khỏi. Đúng vậy, Việt Nam hấp dẫn. Tuy nhiên, Ấn Độ có những ưu điểm và nhược điểm. Chất lượng của dược phẩm Ấn Độ ngang bằng với bất kỳ quốc gia lớn nào trên thế giới, nhưng giá thành rẻ hơn. Những người Việt Nam mà tôi có cơ hội quen biết đều là những người thông minh. Đây là một trong những sự thông minh của họ. Thật vui khi thấy Việt Nam phát triển sức mạnh và phục hồi sau nhiều thập kỷ chiến tranh do kẻ thù nước ngoài áp đặt, đặc biệt là người Trung Quốc. Trước đây có rất nhiều nước muốn chiếm lấy Việt Nam. Họ đã đánh bại tất cả trong hàng chục năm chiến tranh, dù là thực dân Pháp hay Mỹ. Ngay cả người Trung Quốc, Cộng sản đỏ dưới thời Đặng Tiểu Bình cũng cố gắng xâm lược Việt Nam vào năm 1979 và bị đánh bại trong vòng chưa đầy 3 tháng với tổn thất hơn 30.000 quân. Đặt thất bại đó vào bối cảnh người Mỹ đã mất gần 60.000 quân ở Việt Nam trong 8 năm. Hy vọng Việt Nam sẽ lấy lại được các đảo thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông mà Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép. Việt Nam đã trải qua những mất mát như vậy trong chiến tranh. Sự thịnh vượng bây giờ phải đến là đúng. Bạn không đề cập đến việc Ấn Độ có vị trí địa lý tốt hơn với mức lương thấp hơn Việt Nam. Nhưng bất chấp lợi thế to lớn này, Ấn Độ đã không thu hút được sự chú ý của hầu hết các nhà đầu tư quốc tế do các lãnh đạo bất tài, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, môi trường đầu tư độc hại và tham nhũng tràn lan, khiến Ấn Độ trở nên kém hấp dẫn đối với hầu hết các nhà đầu tư quốc tế. Việt Nam và các quốc gia bán đảo Đông Nam Á, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar có tiềm năng trở thành siêu khu vực toàn cầu nhờ có tài nguyên và công nghệ. Tôi nghĩ đầu tư vào Ấn Độ sẽ là một lựa chọn khôn ngoan hơn vì Trung Quốc có thể quá gần Việt Nam, hoặc một lựa chọn tốt hơn là có các nhà máy công nghệ cao gần quê nhà hơn để tránh ảnh hưởng của Cộng sản. Mọi người nhận thấy ngày càng có nhiều thiết bị điện tử, đặc biệt là hệ thống giải trí gia đình, có nhiều khả năng được sản xuất tại Việt Nam. Tại sao chỉ có Việt Nam? Thời của Mexico cũng sắp đến rồi. Ngoài ra còn có Ấn Độ, Indonesia và Bangladesh. Cũng đến lúc các nhà máy rời khỏi Trung Quốc. Lao động giá rẻ là lý do chính khiến hầu hết các ngành công nghiệp đổ về Việt Nam. Đó là lý do tại sao cách đây vài năm, Trung Quốc là nơi được hầu hết các ngành công nghiệp trên thế giới lựa chọn. Nhưng lao động giá rẻ là điều tốt để thu hút nhiều doanh nghiệp hơn và giúp Việt Nam thành công về mặt kinh tế trong quá trình này. Hãy nhìn vào những gì lao động giá rẻ đã gây cho nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng Ấn Độ rẻ hơn. Là người Việt Nam, tôi cầu xin truyền thông nước ngoài dừng hình ảnh Việt Nam là thách thức đối với Trung Quốc. Người Việt Nam chúng tôi đã sống gần với Trung Quốc đủ lâu để biết cái giá phải trả khi ở bên dưới lưỡi kiếm của họ. Ai muốn đánh Trung Quốc, chống Trung Quốc, làm kẻ thù của Trung Quốc thì cứ làm, còn chúng tôi thì không. Chúng tôi phát triển cùng Trung Quốc, với Ấn Độ, với Mỹ, EU, với Nga. Chúng tôi giữ thái độ trung lập, xin hãy để đất nước bị tổn thương nhiều của chúng tôi được yên. Người Việt Nam chúng tôi không muốn làm bạn với bất kỳ nước nào, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, v.v. Không có bạn bè khi nói đến lợi ích quốc gia. Đất nước tôi đã phải trả giá đắt cho việc đó. Chúng ta mong muốn là đối tác chiến lược với tất cả các nước lớn trên thế giới. Chúng tôi không liên minh với bất cứ ai. Đó là quan điểm chính thức và chính sách quốc gia của Việt Nam. Người Việt Nam sẽ không bao giờ chết vì một hệ tư tưởng, sự quan tâm hay sự khuyến khích nào khác của bất kỳ quốc gia nào nữa. Chúng tôi luôn cảnh giác và trung lập. Nếu bạn muốn kinh doanh, chào mừng. Nói hay lắm, hãy trao quyền cho Việt Nam vì đã đủ thông minh, vì giữ thái độ trung lập và tránh xa những xung đột. Ấn Độ cần học hỏi Việt Nam. Bao nhiêu năm bị chiến tranh, chúng ta phải quý trọng hòa bình. Thay vì là kẻ thù thì chúng ta sẽ làm bạn của nhau và không thế lực nào thách thức nền hòa bình của chúng tôi một lần nữa. Việt Nam sẽ làm bạn với tất cả để cùng nhau thịnh vượng, cầu mong hòa bình trên toàn thế giới. Tôi thấy một người Việt Nam giải thích về chính sách quốc gia của Việt Nam và các mức độ hợp tác khác nhau với các nước trên thế giới. Đó chính xác là những gì bạn nói. Chỉ có quan hệ đối tác chiến lược, không có liên minh, đặc biệt là liên minh quân sự và tập trung vào tính trung lập. Tôi nghĩ điều đó rất thông minh và hiểu lịch sử của Việt Nam đã ảnh hưởng đến quyết định này như thế nào. Việt Nam phải chịu đựng rất nhiều từ chiến tranh. Tôi đến Việt Nam vài lần trong mỗi năm và thấy nó phát triển rất nhiều trong 8 năm qua. Mọi người cũng rất tốt. Đó là bình luận của một số dân mạng quốc tế.
Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới để mọi người cùng nhau theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.